chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay cô các bạn trải qua như thế nào? Các bạn có tin là có ma quỷ, có linh hồn không? Lưu ý là chiếc clip lần này của mình nó sẽ hơi khác với phong cách thường ngày. Và video này chỉ nên dừng lại mức nghe để biết, tham khảo thôi nha. Chứ tuyệt đối không làm theo và bắt chước dưới mọi hình thức nha. Bạn nghĩ sao về việc có thể nhìn thấy linh hồn, ma quỷ bằng cách là tác động vật lý vào một bộ phận chủ chốt của cơ thể? Cụ thể là khoan một lỗ nhỏ trên hộp sọ. Trước khi đi tiếp với video của mình thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Link đã ở dưới phần mô tả. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Bắt nguồn từ quyển sách mà mình đã đọc gần đây, Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải của tác giả Cao Minh. Cho những ai chưa biết thì quyển sách là tổng hợp của những cuộc trò chuyện của tác giả với những bệnh nhân tâm thần, những người bị xã hội gắn cái mác là bệnh nhân, kẻ điên này. Có một điểm chung là hầu hết họ nói chuyện logic một cách đáng sợ. Mở đầu bằng việc có một người đàn ông với vẻ ngoài thành đạt, khôn ngoan theo nhận xét của tác giả, đến trò chuyện với ông và nhờ tác giả giúp đỡ theo dõi tình trạng sắp tới của mình. Anh ta tự nhận là mình đã có kinh nghiệm 4 năm tự nghiên cứu về vấn đề khoan sọ. Trích dẫn trực tiếp từ lời của anh ta thì phẫu thuật khoan sọ đã có từ mấy ngàn năm trước. Có kiểu là khoan sọ nè, cắt một miếng nhỏ nè, thậm chí là mở hết hộp xương sọ. Mục đích của kiểu phẫu thuật này không có một cái ghi chép nào cả, nhưng mà theo suy nghĩ của giới khảo cổ, hành động như vậy là giúp giảm chứng đau đầu, hoặc là như một kiểu hợp thời trang. Nói thêm rằng, con người lúc sơ sinh, hộp sọ nó không có khép kín, có một khe hở lớn, nhưng gian gọi nó là top. Con người thời kỳ phôi thai trong tử cung, não bộ không phát triển quá, để quá trình sinh nở lấy em bé ra thì một cách thuận lợi. Sau khi chào đời, đại não mới phát triển nhanh chóng, cho đến khi top nó được khép lại. Giữa xương sọ của người trưởng thành đều có dấu vết sau khi sọ khép kín. Anh ta nói thêm là có một số tổ chức tôn giáo đã chú ý tới cái điều này và đặt giả thuyết là có thể tạo một cái lỗ nhân tạo trên xương hộp sọ nhằm giúp cái lượng máu chảy về não bộ nó nhiều như thời sơ sinh, tạo ra sự sinh trưởng lần hai cho não bộ. Đó là lý do cho cái thủ thuật này. Tới đây thì mục đích của anh ta mới rõ. Những người sau khi làm cái thủ thuật trepanation, tức là khoan sọ, thì có thể nhìn thấy được linh hồn nè, nhìn trước được tương lai nè, thậm chí là có một số lại siêu năng lực. Nhưng mà cần lưu ý là những cái thông tin này nha. Lưu ý như thế nào thì lát sau mọi người sẽ rõ. Phần 2, sau cuộc phẫu thuật. Sau khi đã cố gắng ngăn cản anh ta, thì một tháng sau, anh ta là người chủ động liên lạc lại với tác giả. Lần này gặp anh, tác giả nhận thấy thần sắc của anh rất là khác so với lần đầu gặp mặt. Anh ta khủng hoảng, liên tục nhìn về bốn phía và trong ánh mắt toát lên sự hoảng sợ, bất an. Anh ta vén tóc mái lên, để lộ trên vầng trán là một cái vết cắt hình vòng cung. Bên trong cái vết cắt đó là có một miếng da có đường kính khoảng cái ngón tay cái của người trưởng thành. Lớp da đó lõm vào phía bên trong. Anh ta tường thuật là tuần đầu tiên sau khi làm phẫu thuật thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng mà sau đó lại có chuyện. Rồi, có chuyện gì thì kéo cái ghế lại gần tôi kể cho nghe. Vừa diễn tả, lời nói của anh ta vừa lắp bắp. Tôi có thể nhìn thấy ma quỷ. Có thể nghe thấy trong lời nói ấy một cái sự hoảng loạn tột độ. Một tuần trước trong lúc ngủ, tôi mơ màng nghe thấy trên đầu giường một âm thanh của một thứ gì đó đang xé ra. Khi mà mở mắt nhìn kỹ thì trước đầu giường tôi, một bóng dáng của một ai đó gầy, nhỏ, hành động xé ra như đang moi từ bụng mình ra những cái nội tạng rất là mạnh tay. Nói xong một câu đó, anh ta sụp đổ đến nơi.
Anh ta đã thử di chuyển đến rất là nhiều nơi khác, nhưng mà cứ hễ trời tối là cái thứ sinh vật đáng sợ ấy nó lại xuất hiện. Thật sự là không thể chịu nổi cái âm thanh xé rách da và lôi ra ngoài. Lúc này có thể thấy trên khuôn mặt của anh ta là mồ hôi đang lấm tấm như mưa. Đêm nửa khúc này mới đáng sợ nè, nội tạng của thứ ấy sắp lôi hết ra bên ngoài. Những buổi tối gần đây, thứ đó lôi ra nội tạng ngày càng ít. Có thể thấy rõ tay của thứ đó mò trong thành bụng rất là lâu, còn nghe được rõ cái tiếng là móng tay cào vào xương. Mò mẫm tìm không thấy rồi, nó dừng, ngẩng mặt lên nhìn anh ta chằm chằm. Nói tới đây, anh ta tơ dại ở ghế. Sau tất cả những gì đã diễn ra, bỏ qua mặt creepy đáng sợ thì rõ ràng cuộc phẫu thuật nó thành công rồi. Rõ ràng là mục đích ban đầu của anh ta đã đạt được rồi. Chỉ có điều là thứ anh ta muốn lúc đầu không phải là thứ anh ta cần lúc sau thôi. Có cái phần tác dụng phụ đi kèm, tới mức mà tác giả muốn liên lạc với cái người làm phẫu thuật cho anh ta và chửi cho vị bác sĩ một trận. Nhưng cái dự định ấy nó chưa bao giờ thành công cả. Khi liên hệ thì vị bác sĩ đã nói rằng ông ta biết đâu là ranh giới an toàn cho sự nghiệp của mình và không có bất kỳ một cái cuộc phẫu thuật nào xảy ra cả. Những gì vị bác sĩ đó làm chỉ là cắt một miếng nhỏ ở bên ngoài da, sau đó mài mòn một mảnh nhỏ xương sọ thôi. Tới đây thì cái hình ảnh sinh vật gầy gò mỗi đêm đứng trước giường của anh ta moi nội tạng ra bên ngoài là từ đâu ra, trong khi không hề có bất kỳ một cái cuộc phẫu thuật nào cả. Có chăng là bệnh nhân chỉ đang ám thị chính bản thân mình và cái điều đang xảy ra? Cuối cùng tác giả chốt lại khoan sọ trepanation được lấy từ các ghi chép lịch sử của châu Âu. Nhưng tác giả nhấn mạnh là những cái văn bản ghi chép này nó không chính thống, không chính thức, mà do nhân gian ghi chép mà trong đó còn có yếu tố tôn giáo cực đoan nữa. Tác giả không công nhận thủ thuật này. Nên nếu mà các bạn vì nghe xong mà thực hiện cái thủ thuật này thì mọi hậu quả không phải do tác giả chịu trách nhiệm và cũng không phải do mình. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem tới giờ phút này của video và đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.